Bạch các quý thầy, tôi đã đọc lướt qua cuốn sách Đại Phật Sử của Ngài Đại Trưởng Lão Tạp Tạng Minh Gun Sayadaw. Có một số điều mà tôi muốn thảo luận. Một, kiếp hiện tại mà chúng ta đang sống được gọi tiếng Pali là Phattakappa, một kiếp lành nhiều may mắn vì có đến năm vị Phật toàn giác xuất hiện. Tôi cho rằng chúng sinh phải có nhiều thiện nghiệp mới có thể tái sinh trong kiếp này. Liệu nhận định này có đúng không? Những chúng sinh sinh ra trong kiếp này có lợi gì so với những kiếp khác? Chỉ có một hoặc hai vị Phật, hoặc thậm chí không có vị Phật nào cả. Thứ nhất, nó có cái lợi. Cái lợi là cái lợi trực tiếp là những chúng sanh nào được gặp một vị chánh đẳng giác thì cơ hội cho vị đó giải thoát giác ngộ rất là cao. Và nếu như không được giải thoát giác ngộ thì cũng được đưa đến kết quả trời người. Cái lợi ích thứ hai á, là cái lợi ích gián tiếp, tức là trong thời kỳ mà có chánh pháp xuất hiện thì thời kỳ đó đó người ta làm thiện rất là nhiều, và nhờ như vậy á, mình dù trực tiếp hay gián tiếp thì mình vẫn có cơ hội để sanh thiên. Ví dụ như người Việt của mình, dù cho người ta không có biết Phật dạy cái gì, không biết giáo lý, họ có nhiều tà kiến, nhưng mà đương nhiên cái tà kiến này là một số người, chứ còn nói mắc công cái gì nói Việt Nam mình tà kiến tội nghiệp sư ha. Thì nhưng mà phần nhiều người dân mình vẫn tin một chuyện, đó là làm lành lánh dữ, ở hiền thì lại gặp lành, đó gieo gió thì gặp bão. Thì đó là cái sự tin về nhân quả. Thì đây là một cái điều lợi ích khi mà chúng ta sanh vào thời kỳ có chánh pháp. Còn chúng sanh mà thiếu phước vô phần thì sẽ sanh vào thời kỳ không có chánh pháp, sanh vào thời kỳ mà chúng sanh sống ác nhiều. Cho nên là cái chuyện phải có nhiều thiện nghiệp mới được sanh vào đây thì chưa chắc nghe. Chỉ có nhiều thiện nghiệp thì sanh vào thời kỳ có chánh pháp và hưởng được quả báo, hưởng được phước báo của chánh pháp thì có. Cái này á, sư nói đáng lẽ ra câu này là sư dẹp nha, tại vì gửi hai câu, nhưng mà do sư thấy đó, cái vị này hỏi về cái quyển Đại Phật Sử, cho nên là coi như là sư ngoại lệ, chứ còn đáng lý ra là cái này sư dẹp, hai câu là sư dẹp. Cũng theo Đại Phật Sử, kiếp hiện tại này cũng là kiếp duy nhất có năm vị Phật. Nếu chúng ta bắt đầu tính từ thời Đức Phật Dipankara thọ ký cho tiền thân Đức Phật Thích Ca, theo tôi lý do đằng sau đó là vì Đức Phật Thích Ca là vị Phật duy nhất được sinh ra vào thời điểm mà tuổi thọ tối đa của con người 100 năm. Cái này là do quý vị suy nghĩ nha, nha báo trước là do quý vị suy nghĩ nha. Theo quý vị nha. Đó là một may mắn lớn cho thế gian và chúng sinh, nhưng Phật Thích Ca cũng có những nhược điểm khác so với các vị Phật khác, như thời gian tu khổ hạnh lâu nhất là 6 năm, số A-la-hán thấp nhất là 1.250 vị so với các vị Phật khác. Số A-la-hán trong lần kết trong Đại hội Thánh Tăng là 1.250 vị, chứ không phải là số A-la-hán trong suốt thời kỳ Đức Phật nha. Lý do đằng sau tất cả những điều này là gì? Có thể nào là do Đức Phật Thích Ca muốn giáng sinh vào thời đại tuổi thọ tối đa của con người là 100 năm để có nhiều chúng sanh được gieo duyên với chánh pháp hay không? Không có cơ sở. Tại vì sư không có dám nói theo sư nha. Mình nói là mình phải theo kinh, theo luật, theo chú giải, chứ mình không có nói theo mình. Nói theo mình đó là nó chỉ đưa đến cái sự phiếm luận, giỡn chơi, giỡn mặt với nhau cho vui, cho nên là mình không có cơ sở. Bởi vì á, trong những cái bất khả tư nghì có một cái là Phật trí là bất khả tư nghì. Cái trí của Phật cỡ nào mà mình ngồi đây mình vọng động, mình suy xét, cho nên là sư thì sư không có cái bình luận về vấn đề này. Không biết ý kiến của Đại Đức Tuệ Tường như thế nào. À, xin thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây cái vị này sư sẽ trở lại câu một trước ha. Thì cái vị này nói nó tính là cái câu một đó là
Những chúng sinh sinh ra trong kiếp này có lợi ích gì với những kiếp có những kiếp khác chỉ có một hoặc hai vị Phật, thậm chí không có vị Phật nào cả? Thì cái vị này có đọc tài liệu Đại Phật Sử Nguyên Nguyên thì sư cũng tán thán ha. Đây một tài liệu rất là hay thưa vị. Tài liệu gọi là nếu mà nói trong những cái tài liệu mà liên quan đến Phật học thưa vị, là một những tài liệu mà nói chung các nước quốc giáo luôn chứ không riêng Miến Điện, thì đây là một cái tài liệu hay nhất của Phật giáo cận đại. Quý vị nên tham gia nên 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 tìm hiểu tài liệu này Minh Quân. Thì cái vị này là hỏi cái câu hỏi này dựa trên tài liệu của ngài Minh Quân, thì sư cũng trả lời dựa trên lời ngài Minh Quân ở trong tài liệu Đại Phật Sử. Ngài có nói về cái vấn đề là may mắn thay kiếp Phật xuất thế, ngài có nói như thao như sau cho bị hiểu đó. Có nói về cái tầm, nghĩa là tầm quan trọng hay cái sự may mắn mà khi mà cái kiếp mà được Phật xuất thế đó, là ngài có nói như sau. Sư được trích, xin được trích nguyên lời ngài. Thì ngài có nói như vậy: Phật tử ngày nay được làm người có đầy đủ các căn, đang ở trong thời kỳ mà giáo pháp Đức Phật đang hưng thịnh, họ có được cơ hội hiếm hoi là gặp được Phật xuất thế. Gặp cơ hội hoàng kim như thế, nếu họ không thực hành pháp tu tập giới định tuệ thì quả thật họ đã mất cơ hội vàng son, cơ hội tái sanh nhằm tám kiếp. Không may mắn thì rất nhiều và thường xuyên, những cơ hội tái sanh nhằm thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thì rất xa vời vạn hạn hữu. Đây đây là cái điều mà mình có lưu tâm là ngài nói nè. Rồi tiếp tiếp nữa, ngài mới nói nữa: chỉ một lần trong thời gian dài vô số đại kiếp mới có một vị Phật xuất hiện, và có được kiếp sống nhằm thời kỳ Phật xuất hiện quả thật khó vô cùng. Đây là cái điều thứ hai của lưu tâm mà ngài nhắn gửi. Rồi kế tiếp ngài nhắn gửi thêm là: hàng Phật tử trong thời kỳ này có hai điều hạnh phúc, một là được sanh vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang hưng thịnh trong thế gian, và hai là được sanh làm người có chánh kiến. Được ở trong thời kỳ tốt đẹp như thế, người cận sự cần suy xét nghiêm chỉnh và đúng đắn như vậy. Bằng cách nào? Bằng cách nào chúng ta biết được giáo pháp của Đức Phật? Chúng ta không nên đánh mất thời kỳ vàng son, thời kỳ có Phật xuất hiện. Nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ chịu khổ lâu dài trong bốn đọa xứ. Đó là này lời ngài nói nha, chứ không phải là lời sư nói à. Đó điều này lưu tâm nè. Rồi lại tiếp: được làm người may mắn được gặp, có gặp được cơ hội hiếm hoi là thời kỳ có Phật xuất hiện. Hãy ghi nhớ và suy xét cái điều trên. Chúc quý vị thực hành ba chánh pháp chính là giới, định và tuệ cho đến khi chứng đắc thánh đạo thánh quả là hán. Đó là lời nhắn gửi của ngài Minh Quân để làm sáng tỏ cái câu mà cái vị này hỏi á, là có cái sự khác nhau gì đó. Đó, sự khác nhau gì có một vị Phật không vị Phật nào đó, đó là lời nhắn gửi của ngài. À, ở đây á thì có một điểm mà Đức Hạnh Tuệ nói mà sư rất là đồng ý, mà điểm này rất là hay. Tuy là Đức Hạnh Tuệ nó ngắn á, ngắn ngủi, nhưng mà quý vị phải có sự suy tưởng hiểu sâu xa. Đức Hạnh Tuệ nói sao? Cái lợi ích đó mà một vị Phật mà giác ngộ mang đến lợi ích cho chúng sanh là lợi ích gián tiếp và lợi ích trực tiếp. Thật sự khi nói về phân tích về cái câu mà để Đức nói thưa vị về lợi ích trực tiếp và gián tiếp, nó rất là sâu sắc. À, rồi lại cái thêm tiếng này nữa, quý vị phải tự tìm hiểu vấn đề đó. Tại vì nếu mà phân tích là không không có đủ, không, thậm chí là một bài pháp thưa vị, bài pháp cả tiếng luôn. Thứ hai á, là cái lợi ích của một vị Phật nó mang lại cái hạnh phúc á, mà đặt ngay trong hiện tại, đặt ngay trong những kiếp tương lai và vượt qua ngoài thế gian á, là nó lợi lạc á, quá trong quá khứ lẫn hiện tại và lẫn tương lai, đó là ba thời đó. Thì ở đây á, trước khi kết thúc câu trả lời này á, để đại loại như là có một cái ví dụ mà ví dụ nó đúng, ví dụ không đúng, nhưng mà để thấy được cái oai lực của một vị Bồ Tát toàn giác, ngài đản sanh, và oai lực của một vị Bồ Tát mà chứng ngộ giác ngộ là một vị Phật đó. Để sư trích cho quý vị 32 hiện tượng xảy ra khi mà Bồ Tát đản sanh và Đức Phật thành đạo, để cho quý vị hiểu là cái lợi ích này đây mà cái lợi ích đó liên quan đến chúng sanh đó, nó như thế nào, mà huống chi là ngài thành đạo rồi 45 năm hoằng pháp rồi
ngài tăng đoàn đệ tử thánh tăng và phạm tăng của ngài, rồi những cái giáo pháp á, mà của Phật Toàn Giác để lại, và những cái giáo pháp lời dạy của các đệ tử thánh tăng của ngài để lại cho chúng ta sau này mình biết được tầm quan trọng. Thì ở đây sư xin trích cũng trong Đại Phật Sử luôn về cái 32 hiện tượng mà vi diệu mà khi Bồ Tát đản sanh và Đức Phật chứng ngộ, để chúng ta hiểu được là những cái lợi ích mà khi mà nghe nói cái thời điểm này, hai thời điểm quan trọng đó mang lại lợi ích chúng sanh thế nào. Thì qua các hiện tượng kỳ diệu này, các bậc trí có thể biết được rằng vị Bồ Tát thọ sanh và Đức Phật thành đạo, 32 hiện tượng báo trước này kể ra trong phần giới thiệu của chú giải bổn sanh như sau. Thứ nhất, hai thời điểm quan trọng đó. Thứ nhất, ánh sáng rực rỡ tối thắng chiếu khắp 10.000 thế giới. Thứ hai, chuẩn bị nghe rõ nha, thứ hai quan trọng này. Người mù được sáng mắt vào lúc ấy, tựa như họ muốn trông thấy quyền lực của vị Bồ Tát. Thứ ba, người điếc cũng nghe được vào lúc ấy. Thứ tư, người câm nói được vào lúc ấy. Thứ năm, người khuyết tật trở lại bình thường vào lúc ấy. Thứ sáu, người què có khả năng đi được vào lúc ấy. Vào lúc ấy nha, nghe rõ lúc ấy nha. Thứ bảy, chúng sanh bị giam giữ, cột chói đều thoát khỏi lao tù xiềng xích. Thứ tám, lửa trong mọi địa ngục được tắt. Đó, quý vị thấy không? Nghe đây, nghe cái tới cái điều ví dụ thứ tám là khi mà hai thời khắc quan trọng đó, ta mới thấy sự rung động. Thứ chín, những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ đều thoát khỏi đói khát. Thứ 10, muôn thú thoát khỏi hiểm nguy. Thứ 11, tất cả chúng sanh có bệnh đều được bình phục. Thứ 12, chúng sanh nói lời thân ái với nhau. Thứ 13, loài ngựa hí vang trong niềm hân hoan. Thứ 14, loài voi cũng rống lên tiếng rống hay nhất của chúng. Thứ 15, tất cả các loại nhạc khí như đàn, hạt, kèn đều tự phát ra tiếng rộn rã. Thứ 16, các vật trang sức trên người chúng sanh như vòng cổ, vòng đeo tay đều phát ra tiếng kêu thanh tao mà không cần chạm vào nhau. Thứ 17, tất cả mọi cảnh vật trong khắp các hướng đều trở nên thông suốt rõ ràng. Thứ 18, gió thổi hiu hiu đem lại sự an bình và thoải mái cho tất cả chúng sanh. Thứ 19 là mưa sái mùa rơi nặng hạt. 20, những nguồn nước ngầm thoát ra khỏi lòng đất và chảy đi khắp các hướng. 21, trên trời không có chim bay, thời điểm đó không có chim bay trên không trung. 22, nước ở các con sông suối đều ngưng chảy, như người hầu sợ hãi ngưng di chuyển nghe tiếng la của ông chủ. 23, nước mặn ở các biển và lúc ấy trở nên ngọt. 24, mặt sông hồ ở khắp nơi đều được phủ đầy năm loại hoa sen ba màu. 25, tất cả các loại hoa dưới nước và trên đồng loạt nở rộ vào lúc ấy. 26, hoa nở trên thân cây. Thứ 7, hoa nở trên cành. 28, hoa nở trên các dây leo. 29, những cụm hoa hiện lên từ những tảng đá lớn và nở ra đủ 7 tầng. 30, hoa sen của chư thiên rơi từng chùm xuống mặt đất. 31, hoa mưa hoa rơi xuống liên tục khắp vùng. 32, các nhạc cụ chư thiên tự nhiên chỗ nhạc. Đó thì trong 32 điều á, những cái điều mà giống như hoa cỏ này nọ rồi không gian không chung á, thì quý vị bỏ đi. Nhưng mà có cái điều mà giống như là những người mù, những người bị điếc câm thì khoảnh khắc đó là họ họ trở lại bình thường đó, rồi lửa địa ngục nó tắt. Thì quý vị hiểu đi, chỉ có cái thời điểm mà đản sanh và thành đạo thôi mà nó đem lại lợi ích chúng sanh trên trên toàn quả địa cầu, nó kinh khủng như vậy. Thì huống chi mà nói đến cái giáo pháp mà của ngài và các đệ tử ngài để lại, không sau 45 năm hoằng pháp, trong thời kỳ ngài hoằng pháp và sau đó, nghĩa là thời kỳ mà còn giáo pháp Đức Phật, mang lợi ích nó kinh khủng như thế nào. Thì đến đây chắc suy nghĩ là tự tự quý vị đã cho mình cái câu cho câu trả lời được rồi. À, còn về cái câu thứ hai á, câu thứ hai mà nói về lý do đằng sau như đó thì sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm Đức Hình Tuệ, cho nên cái câu này Đức Hình Tuệ nói là quá rõ ràng rồi, nên là sư cũng không trả lời thêm câu này làm gì nữa. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.